Rồi chào anh em đã quay lại kênh Duy Khánh nha. Nay về được khách hàng anh em ơi ha, lâu lắm rồi hàng mới vừa được về được khách đây. Thì thực tế công hàng này về chung với mấy cái xe nâng xe cuốc của ông chú ha, nên ghép được khách hàng đây. Nay mua được mớ hàng đó. Thì trên màn ảnh anh em thấy thì Yamaha 3T72 anh em ơi ha, máy này mình cũng hết. Nay về được con ha, anh nào cần thì mình sẽ test chi tiết cho anh em ha. Con này rất đẹp luôn, đang mông luôn ha. 3T72 một em nha, lốc nè, Kobo gà sáng giới nha, 18 ngựa. Rồi một em Kubota 66 ha, 66 hay 72 ta, à con này 72 anh em ơi nha. Kubota 72, con này cũng khá đẹp anh em ha, khá đẹp ạ. Có các điện luôn, quét nước luôn đó, anh nào xài các nước các điện luôn thì mấy con này rất là phù hợp cho anh em nào mà về chế sạc pin máy bay ha. Cái này là có đủ combo luôn à, về anh em chỉ đấu vô là dứt thôi ha. Đó, 72 một em. Và con này thì mấy đây, giờ em chân ốc nó ra cũng rất là đẹp luôn em ơi. 66 anh em ơi, 66 có cái nước luôn ha. Đó, tắt điện luôn, ba máy. Mấy con này thì tầm 10 mười mấy ngựa anh em, 16 17 ngựa, tua 36 thì mấy con này anh em đấu trực tiếp vô gác máy cũ mà phát cho máy bay là quá tuyệt vời luôn ha. Cái nước đầy đủ luôn. Đó. Đây là hai con rồi đúng không anh em? Đây thêm con nữa. Con này con Yamaha L60 nha anh em ơi ha. L60. Em lết nó nằm đâu không biết. À đây. Con này có đề ha. L60 6 ngựa tua 1800 tua chậm anh em ơi ha. Có đề đầy đủ. Đó. Khá đẹp. Một em ha. Rồi. Một em Isuki E3112, con này 1 chấm, con này có 30 ngựa hơn anh em ơi ha. Isuki, con này đời cao luôn nha anh em ơi. Nè, chụp cò rất đẹp luôn, con này rửa ra đẹp lắm nha anh em. Rửa ra là sáng giới luôn á. Isuki đời cao. Nè. E3112 con này 0.123 lít. Đó. Một em. Của em cuối cùng ngày hôm nay là em Kubota D115 anh em ha. Con này cũng khá đẹp á. Con này đời cũng khá cao ha. D115. 105 thì hai mấy người anh em ơi. Đó. Nay về được mấy con đó anh em ơi. Ít thà không có nhiều ha. Thì giờ mình sẽ cẩu xuống thôi. Thì giờ anh em nào thấy ưng con nào thì báo mình cho nổ con đó anh em ơi, quay video chi tiết cho con đó cho anh em ha. Ha. Em mới về sạc. Quá đã luôn ha. Lâu lắm rồi, hiếm lắm rồi mới về được lô này nha anh em ơi. Rồi anh em nào đang xem thì cho em một lượt like, một lượt đăng ký kênh, một lượt chia sẻ video nha. Rồi ok, chào tạm biệt anh em nha.